Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là có anh Thành Mỹ cũng đem hàng giao cho anh Gáp nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng chiều tối rồi nha cô chú anh chị. Đó thì phía trước cũng có hai anh Gáp cũng đến nhận hàng nha cô chú. Có chú Chánh nè cô chú anh chị. Hôm nay là thứ hai nha cô chú. À có bà lớn tuổi cũng đến mua hàng cô chú. Dạ hiện tại bây giờ là bên trong cũng có bà lớn tuổi cũng đang mua hàng nha cô chú anh chị. Hôm nay là thứ hai nha cô chú. Đó, thì nói chung là buổi chiều tối nha cô chú anh chị. Thì khách thì đến nhà chị Loan mua hàng đông hơn ban ngày nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là bà lớn tuổi cũng mua hàng xong và bây giờ đi ra về nha cô chú. Đó thì buổi chiều ngày hôm nay tại nhà chị Loan thì cũng có hai anh Gáp cũng đến nhận hàng để đi giao cho khách nha cô chú. Trước thì có chú Chánh cô chú, chú Chánh và anh Thành Mỹ. À đây là anh Hải cô chú, thì anh Hải cũng đi ra ngoài. Dạ thì hiện tại bây giờ là cũng chiều rồi cô chú, thì anh Hải cũng đến trường chở bé Tin và bé Ken đi học về nha cô chú anh chị. Đó thì em cũng có mặt tại nhà chị Loan để qua chia sẻ đến cho cô chú anh chị được xem. Thì cũng mong rằng là các cô chú anh chị yêu thương chị Loan cho em xin một like và một đăng ký kênh nha cô chú. Phía trước thì cũng có chú Chánh và anh Thành Mỹ cũng đang nói chuyện với anh Gáp nha cô chú anh chị.
Dạ thì hiện tại bây giờ là có chú Gáp cũng chở hàng đến giao cho chị Loan nha cô chú. Dạ thì phía bên trong là có chú Chánh cũng ra nhận hàng. Đó cô chú thì nói chung là chú Chánh cũng lên phụ việc cho chị Loan nha cô chú anh chị. Thì những lúc mà chị Loan và anh Hải đi ra ngồi công việc á, thì có chú Chánh và chú Cuba Can cũng sẽ ra nhận hàng và ký nhận hàng nha cô chú. À chú Gáp này là ở quận 8 cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là chị Loan cũng đi ra ngoài công việc chưa về nha cô chú. Dạ bây giờ em cũng xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Thank you.